Nhóm chúng em thì chọn cái bài đó là sự phóng xạ và chu kỳ bán dã. Thì cái bài này có cả trong cái chương trình phổ thông hiện hành cùng với lại cái chương trình phổ thông mới 2018. Thì cái bài này thì nó cũng rất là điển hình về một trong các cái bài mà dạy học theo phương pháp giải quyết vấn đề. Mà trong cái thời gian mà mình đang dịch bệnh như thế này thì cái phương pháp giải quyết vấn đề vẫn là cái phương pháp chủ chốt, mà kể cả mình có học offline thì phương pháp giải quyết vấn đề vẫn là phương pháp chủ chốt, bởi vì nó có thể áp dụng được hầu hết cho tất cả các cái bài học của môn vật lý. Thì ngoài ra thì ta có thể có những cái phương pháp dạy học khác kết hợp mà như các thầy cô đã được tập huấn ở trong cái module 2, đó là phương pháp là dạy học theo góc theo trạng, rồi phương pháp dạy học dự án hoặc dạy học tem. Cho nên em chọn một cái bài mà dạy học giải quyết vấn đề để trình bày với quý thầy cô ở đây. Báo cáo với quý thầy cô là từ cái yêu cầu cần đạt ấy, tức là bây giờ mình gọi là chuẩn kiến thức kỹ năng trong chương trình hiện tại ấy, thì em đã chuyển nó thành cái mục tiêu về năng lực và phẩm chất để đáp ứng đúng cái tiêu chí của cái công văn 5512 ấy. Thế thì cái bài phóng xạ ấy, bây giờ mình gọi là bài phóng xạ, thế còn trong chương trình mới gọi là phóng xạ và chu kỳ bán dã. Thì về mục tiêu năng lực ấy, thì em chia nó làm ba cái mục tiêu như thế này. Thứ nhất là mục tiêu về năng lực nhận thức vật lý thì cần phải mô tả được bản chất của hiện tượng phóng xạ. Cái thứ hai nữa là định nghĩa được cái độ phóng xạ. Thứ ba là định nghĩa được chu kỳ bán dã và nêu được cái tính chất của hạt alpha beta gamma. Thế còn về năng lực tìm hiểu vật lý tự nhiên dưới góc độ vật lý ấy, thì phải nhận biết được các cái ký hiệu và ảnh hưởng các biển báo ở nơi mà có xảy ra hiện tượng phóng xạ, có cái nguồn phóng xạ. Còn về năng lực vận dụng thì thứ nhất là vận dụng được kỹ năng để làm được các cái bài tập liên quan đến định luật phóng xạ là đương nhiên rồi, nhưng ở đây thì em có đặt cái mục tiêu cao hơn một chút, đó là nêu được các cái nguyên tắc an toàn phóng xạ. Cái thứ ba nữa là lại đánh giá được ảnh hưởng của độ phóng xạ tới với sức khỏe con người và biết cách ứng phó với lại các cái sự cố phóng xạ. Thì hai cái mục tiêu ở phía bên dưới là đã được nâng cao hơn so với cái chương trình hiện hành. Thế còn về mặt phẩm chất ấy, thì nếu mình tổ chức được tốt ấy, thì sẽ góp phần giáo dục cái phẩm chất nhân ái và trách nhiệm của học sinh đối với lại những cái bệnh nhân ung thư, là đối với cuộc sống. Thế thì về phần học liệu ấy, thì những cái này thì ví dụ như là link bài giảng, thì như nhóm Bắc Ninh của chúng em ấy, thì đã chuẩn bị hết tất cả các bài giảng lý thuyết từ đầu năm đến cuối năm, còn các chuyên đề sâu ấy, thì đang tiếp tục xuất bản dần dần. Thế thì tất nhiên là trước tiên là phải có cái link bài giảng cho học sinh đã, thứ hai là link các tài liệu tham khảo, thứ ba nữa là thiết kế các cái phiếu học tập để học sinh nó tiếp cận nhiệm vụ một cách nó rõ ràng hơn. Thế còn về các bước thực hiện thì cũng tuân thủ theo cái hướng dẫn mà thì trình bày hôm trước ấy, thì bọn em chia nó làm ba cái phiên. Phiên thứ nhất đó là phiên chưa kết nối, thì phiên chưa kết nối đầu tiên đó là hoạt động nêu vấn đề và thực hiện nhiệm vụ của học sinh. Thì mục tiêu của cái phiên này là nêu được các cái câu hỏi của bài học và trả lời được các câu hỏi bài học để học sinh nó có tiếp cận ban đầu về bài học, nhưng nó chưa thành một cách hệ thống. Sau khi thảo luận chung cả lớp thì nó sẽ có một cái hệ thống tốt hơn, còn bây giờ là tiếp nhận được ban đầu thôi. Thế việc tổ chức thực hiện thì việc đầu tiên đó là giao nhiệm vụ. Thì giao nhiệm vụ thì các thầy cô giáo có thể giao bất kể bằng một cái kênh nào, ví dụ như là Zalo, Facebook, thì lớp họ học của mình thì có cái kênh nào thì mình có thể giao qua cái kênh đấy. Thế thì cái này là dạy học trên giải quyết vấn đề, cho nên là cái xuất phát điểm của em từ một cái câu chuyện rất là hay, đó là câu chuyện đồng hành cùng mẹ. Thì cái này thì bọn em làm từ cái khi mà em còn đang học cao học ở bên 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 đại học giáo dục cách đây hàng chục năm rồi, và bây giờ em thấy rằng là tổ chức thông qua các cái vấn đề, qua các câu chuyện này cũng rất là hay và học sinh cũng rất là thích. Thì câu chuyện nôm na như thế này, báo cáo các thầy cô, đó là mẹ của bạn Nam là sau khi đi Nhật về thì cảm thấy người mệt mỏi và đi khám bệnh thì phát hiện ra là mình bị bệnh ung thư, và theo chẩn đoán của bác sĩ thì nguyên nhân là do mẹ của bạn bị nhiễm phóng xạ trong cái sự cố ở Nhật Bản, mà sự cố phóng xạ ở Nhật Bản đấy, Fukushima của Nhật Bản. Thế thì để giúp bạn Nam tìm hiểu xem là phóng xạ nó là cái gì, thì em đưa ra cái câu hỏi số 1 trong cái tình huống đó là phóng xạ là gì, phóng xạ có đặc điểm và độ mạnh yếu ra sao. Đề thứ hai là để điều trị bệnh cho mẹ bạn Nam thì bác sĩ phải chọn phương án đó là phương pháp xạ trị. Thế thì vấn đề đặt ra là tại sao lại sử dụng cái phương pháp xạ trị để điều trị bệnh cho mẹ bạn Nam. Đấy, thế là nội dung của câu hỏi số 2. Thế thì cái chất phóng xạ này của mình nó có những cái loại nào và nó có đặc điểm gì. Đề thứ ba đó là
phương pháp hóa trị đây là uống thuốc iốt iốt phóng xạ. Thế thì bạn nào rất là thắc mắc ở cái chỗ đó là tại sao mình bị nhiễm phóng xạ lại bị bệnh, bây giờ lại điều trị lại bằng phương pháp phóng xạ, xong đó bây giờ lại phải uống thuốc lại là iốt phóng xạ, thì liệu có bệnh mẹ của mẹ mình nó có nặng hơn hay không? Thì được bác sĩ tư vấn rằng là cái iốt phóng xạ này là cái độ phóng xạ nó ở trong cái mức cho phép, sau một thời gian thì nó sẽ tự biến mất. Thế thì vấn đề đặt ra đó là như thế thì cái hiện tượng phóng xạ nó sẽ tuân theo quy luật như thế nào? Tức là ta có một cái câu chuyện tình huống rất là hay, và trong câu chuyện tình huống đấy nó xuất hiện các cái câu hỏi, đó chính là câu hỏi bài học. Thế thì cái hoạt động đầu tiên đó là cho học sinh, giao cho học sinh cái câu hỏi tình huống này, và trong đó nó còn nêu các câu hỏi bài học. Vấn đề thứ hai đó là yêu cầu học sinh xem video bài giảng cùng với lại sách giáo khoa và hoàn thành các cái phiếu học tập. Cái phiếu học tập thứ nhất đó là phiếu học tập về quá trình phóng xạ, tìm hiểu về quá trình phóng xạ nói chung. Cái phiếu học tập số 2 đó là tìm hiểu về khái niệm độ phóng xạ. Phiếu học tập số 3 là phiếu học tập tìm hiểu về các cái tia phóng xạ ở mức độ sơ lược thôi. Đấy, còn phiếu học tập thứ tư là phiếu học tập nghiên cứu về định luật phóng xạ. Thì trong mỗi cái phiếu học tập này thì nó sẽ có cái khoảng trống để học sinh chỉ việc điền nó vào thôi. Sau khi mà xem video bài giảng cùng với lại đọc sách giáo khoa thì điền vào cái nội dung ở trong cái phiếu học tập để trống đó. Thế thì phiên thứ nhất là giao nhiệm vụ như thế. Thế thì cái giáo án của mình thì ngoài cái việc là thế thứ hai đó là học sinh thực hiện nhiệm vụ tại nhà. Sau khi xem video bài giảng và xem đọc sách giáo khoa thì học sinh hoàn thành cái sản phẩm đó là các cái phiếu học tập và đem đến lớp để báo cáo với thầy cô như thế. Về phiên thứ hai là phiên báo cáo và thực hiện nhiệm vụ thảo luận đấy. Thì ở đây cái phần báo cáo thảo luận rồi kết luận nhận định là được thiết kế ở trong cái phiên thứ hai. Thì cái phiên thứ hai là về mặt mục tiêu ấy, là phải đáp ứng được các cái mục tiêu yêu cầu cần đạt như đã trình bày ở cái phần mục tiêu phần đầu của giáo án. Tức là mình có tổ chức kiểu gì thì cũng phải đạt được cái mục đích, đó là cái yêu cầu cần đạt. Thì cái phần đầu giáo án em trình bày như thế nào thì cái phiên thứ hai này là mình phải đáp ứng được cái yêu cầu đó. Đấy, về ở đây ta có bốn cái yêu cầu như thế này. Vấn đề tiếp theo đó là việc tổ chức thực hiện. Thì khi mà tham khảo cái giáo án các thầy thiết kế cho cái dạy học online thì em thấy là thật là tâm đắc quá. Các thầy viết chắc là phải tâm huyết lắm thì mới xây được cái bộ giáo án rất là chuẩn. Và bọn em mặc dù là cũng cũng rất là có kinh nghiệm trong việc dạy online rồi, nhưng mà đúng là nhìn vào đây thì thấy cách thức các thầy cô giáo tổ chức thật là tuyệt vời. Việc đầu tiên đó là học sinh luôn luôn chuẩn bị cái tâm thế là mình sẵn sàng phải báo cáo trước lớp. Đấy, thế thì khi mà bước vào cái phiên thảo luận thì chắc chắn là học sinh nó sẽ hăng say hơn và nó vui vẻ hơn so với lại bình thường. Bọn em trên lớp em dạy bình thường thì chỉ là vào trong lớp rồi bây giờ thầy kiểm tra xem là em đã ghi bài được chưa, em có câu hỏi thắc mắc gì không, rồi là có cần phải thầy giúp gì không. Tức là nó cũng 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 có cũng cũng ổn, nó không được hay như các thầy thiết kế. Còn ở đây là học sinh sẵn sàng phải báo cáo kết quả của mình, cho nên là cái việc đầu tiên đó là chuyển giao nhiệm vụ như các thầy thiết kế ở đây đó là chuẩn bị trình bày cái bản báo cáo của mình rồi lắng nghe các bạn khác báo cáo thì đương nhiên rồi. Đấy, ghi lại nội dung cái sự khác biệt của mình. Thế còn về việc thực hiện nhiệm vụ ấy thì là mỗi một học sinh sẽ trình bày cái bản báo cáo của mình khi được chỉ định. Đấy, nếu mà để cho học sinh nó có cơ hội nó báo cáo thì cái khả năng mà nó trình bày, khả năng nó diễn đạt chắc là nó sẽ phát triển hơn so với lại những cái mà câu hỏi vụn vặt mà khi mình đặt ra để cho học sinh nó trả lời. Đấy, thế còn cái sản phẩm mà mình muốn thu được đó là học sinh ghi lại được những nội dung khác biệt giữa cái bài làm của mình với lại cái bài của các bạn. Những cái mà em hay thấy hay nhất trong cái thiết kế của các thầy đó là cái việc tổ chức thảo luận ở đây này. Thì trong cái bài của thầy Trinh mà em xem phân tích về các cái bước thực hiện một nhiệm vụ ở trong video mà các thầy giới thiệu đấy, thầy Trinh dùng một cái khoảng thời gian khá dài để phân tích cái chỗ các bước thảo luận ở đây. Thì thầy có lấy một cái ví dụ mà em thấy rất là tâm đắc, đó là ở nước ngoài người ta sau khi báo cáo xong thì không ai vỗ tay cả, mà người ta đặt câu hỏi luôn. Thế còn ở Việt Nam mình thì sau khi báo cáo xong thì chưa biết nội dung là cái gì, nhưng cái đầu tiên nó là đã vỗ tay rồi. Vỗ tay sau đó là không ai hỏi thêm cái câu nào cả. Thế thì cái nhiệm vụ của việc tổ chức thảo luận ở đây là nhấn mạnh đến cái việc mà học sinh trao đổi với nhau và thầy giáo đặt thêm cái câu hỏi để như thầy Trinh nói là để cho đầu óc của cái học sinh nó phải chạy do do
để cho nó các cái năng lực bậc cao nó được phát huy, thì khi đó cái phẩm chất và cái năng lực của học sinh nó phát triển lên được. Em có xem mấy cái câu thầy phân tích thấy hay quá. Thế thì em thấy rằng cái việc mà tổ chức thảo luận ở đây ấy là nhất thiết là các thầy cô giáo ngoài việc là ghi nhận lại cái kết quả của học sinh, thấy cái sự giống nhau của cái bài báo cáo của học sinh này với bài báo cáo của học sinh khác, thì cái điều quan trọng đó là mình phải đặt thêm các câu hỏi định hướng cho học sinh ở mức độ nó sâu hơn những cái yêu cầu ban đầu mình yêu cầu học sinh làm ở nhà. Nếu mà học sinh nó đặt được câu hỏi thì càng tốt hơn, có thể giáo viên phải đặt được câu hỏi. Thế thì ở mức độ cao hơn thì định hướng của giáo viên trong cái phần này thì em đặt thêm một số câu hỏi sau đây. Câu hỏi thứ nhất là các cái phiếu trả lời, các cái phiếu học tập này thì là tương đương với trả lời câu hỏi nào của bài học. Em có 3 câu hỏi của bài học thì có 4 cái phiếu trả lời. Thế 4 cái phiếu trả lời thì cái phiếu này là tương đương với cái nào để học sinh nó biết là cái mối liên hệ giữa cái nội dung mà nó đang học với câu hỏi bài học. Cái ý thứ hai đó là trong quá trình phóng xạ ấy, thì cái hiện tượng phóng xạ thì cái đặc điểm tự phát và ngẫu nhiên được hiểu như thế nào. Thì khi các em nó làm ở nhà nó mới chỉ ghi lại được nó có đặc điểm là tự phát và ngẫu nhiên, nhưng lại chưa chưa hiểu rõ là tự phát và ngẫu nhiên là được hiểu như thế nào, tức là bản chất sâu hơn. Cái thứ ba đó là độ phóng xạ phụ thuộc vào yếu tố nào, thì học sinh khi mà nó làm ở nhà nó mới chỉ biết được cái công thức độ phóng xạ thôi, nhưng nó lại chưa chưa nói được là vậy thì cái độ phóng xạ này mình phân tích sâu ra thì nó phụ thuộc vào yếu tố nào. Rồi là so sánh cái sự giống nhau của các cái tia phóng xạ với nhau, khi ở nhà thì học sinh mới chỉ nêu được đặc điểm của các tia phóng xạ nhưng nó chưa so sánh được tia nào bị lệch nhiều, tia nào bị lệch ít, tia nào đông xuyên nhiều, tia nào đông xuyên ít, cũng chưa làm được. Thế thì đến cái lớp mình sẽ cho học sinh nó thảo luận sâu hơn ở cái mức như thế, thế thì chắc là sẽ tuyệt vời lắm, bởi vì là ở nhà nó đã có khái niệm ban đầu rồi, còn bây giờ mình tổ chức cho nó thảo luận ở mức độ sâu hơn thì sau khi nó học xong thì nó cũng thấy nó gặt hái được rất nhiều, chứ không phải là giống như những cái gì mà nó đã trình bày ở nhà đấy. Và có một số câu hỏi khác nữa đấy, xin báo cáo các thầy. Thế thế còn sang cái phần kết luận nhận định, thế trên cơ sở yêu cầu cần đạt, thì yêu cầu cần đạt của mình ấy là cần học sinh đạt được cái gì thì mình kết luận nhận định lại những cái đó thôi. Thì ở đây thì vì không có nhiều thời gian cho nên em chỉ gạch lại một vài cái gạch đầu dòng một cách ngắn gọn, nhưng nếu có thời gian thì em sẽ viết lại đầy đủ hơn về các cái kết luận nhận định mà cái bài đấy cần phải nắm được, chắc là nó phải dài hơn. Nhưng mà ở đây thì nó ít thời gian quá nên em chỉ có thể gõ được sơ lược vài cái nhận định như thế này. Sang phần tiếp theo đó là phần luyện tập. Thế thì ở Việt Nam thì kiểu gì của mình vẫn là thi, mà thi của Việt Nam thì cái mức độ vận dụng cao vẫn là bài tập. Thì còn mức độ 1, mức độ 2 thì có thể là lý thuyết, có thể là bài tập đơn giản, cho nên là cái việc mà cần rèn luyện cái kỹ năng làm bài tập cho học sinh thì vẫn là quan trọng. Thế thì sau khi mà học sinh hình thành được kiến thức rồi thì sẽ giao cho học sinh sang cái phần luyện tập, tức là vận dụng kiến thức kỹ năng vào giải bài tập. Thì cái này nó tùy thuộc vào năng lực của học sinh mỗi thầy cô thôi, mà các thầy cô chọn cái bài tập nó khác nhau. Thì ở đây em chọn một cái bài tập cũng liên quan đến phóng xạ, thường để chữa bệnh ung thư. Nhưng mà cũng không nhất thiết là một bài tập như thế này. Đây em chỉ lấy là một ví dụ thôi, còn các thầy cô giáo có thể cho thêm một vài ví dụ. Lúc ban đầu thì em định cái phần luyện tập này thì có thể cho học sinh nó làm luôn ở lớp, nhưng em ngẫm đi ngẫm lại thì cái bài này của mình tổ chức trong vòng 2 tiết ấy, thì có thể sửa lại như thế này. Các thầy cô có thể giao cho học sinh độ dăm 3 cái bài tập liên quan đến cái nội dung này để cho học sinh nó về nhà nó làm trước đi. Thế còn cái việc mà chữa các cái bài tập này thì để đến 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 buổi học hôm sau, tại vì ta có 2 tiết ở cái bài này ạ. Đấy, là phần luyện tập bài tập thì em ngẫm là như thế. Thì cái phần này thì hiện tại thì em đang thiết kế là làm luôn tại lớp, nhưng em ngẫm là chuyển sang cho học sinh về làm bài tập về nhà, cũng coi như là giao nhiệm vụ cho cái buổi học tiếp theo. Còn một cái mà em thích nhất đó là cái phần này, đó là phần vận dụng. Thì khi được tập huấn ở cái mô đun 4 ấy, thì nghe các thầy cô giáo báo cáo thì em thấy rằng là nó hay ở cái chỗ là cái phần vận dụng bây giờ trong chương trình mới được hiểu là áp dụng cái kiến thức kỹ năng đã học vào việc giải quyết các vấn đề thực tế, chứ không phải là bài toán khó. Bài toán ở cái mức độ vận dụng cao không phải là làm bài khó, mà là vận dụng các kiến thức đã học vào việc giải quyết các vấn đề thực tiễn. Vì vậy có những cái bài có mức độ vận dụng cao nhưng có bài không có mức độ vận dụng cao. Thế thì cái vận dụng đây là vào giải quyết các vấn đề thực tế, em thích nhất cái chỗ này. Thế thì những cái yêu cầu cần đạt còn lại để đáp ứng cái mức độ vận dụng ở đây, ví dụ như là tìm hiểu ký hiệu của các biển báo ở nơi có phóng xạ này, rồi tìm hiểu về an toàn phóng xạ, nguyên tắc tuân thủ khi an toàn phóng xạ, rồi là cách ứng phó với lại sự cố phóng xạ. Ví dụ như nếu mình mà xảy ra một cái sự cố phóng xạ gì đó như là ở Đà Lạt, một cái lò phản ứng hạt nhân mà nó xảy ra sự cố chẳng hạn, thì mình sẽ phải ứng phó như thế nào. Đấy, thì cái này là đúng là ứng dụng vào trong thực tiễn. Thế thì cái cách thức tổ chức cái làm việc của em là như thế này, đó là
sẽ chia lớp ra làm độ 5-6 nhóm gì đó, sau đó là mỗi một nhóm sẽ làm một cái bản trình chiếu PowerPoint về một trong các cái yêu cầu ở phía bên trên, đó là tìm hiểu các ứng dụng của phóng xạ, thì cái này là yêu cầu cần đạt bắt buộc này. Vấn đề thứ hai đó là tìm hiểu dấu hiệu về các biển báo mà nơi có phóng xạ. Cái này thì đã qua cái chương trình yêu cầu cả rồi. Cái thứ ba là đã ảnh hưởng của phóng xạ đến sức khỏe con người. Nên thứ ba là cách ứng phó với lại các sự cố phóng xạ, thì ví dụ như hai nhóm chẳng hạn làm bản trình chiếu PowerPoint về một trong ba cái lĩnh vực này, mình sẽ phân cho học sinh như thế, và học sinh sẽ về nhà chuẩn bị để buổi hôm sau thì ta sẽ thảo luận về các cái bản trình chiếu này của học sinh. Thì đến buổi hôm sau thì học sinh của mình sẽ thay phiên nhau báo cáo về cái mà mình đã chuẩn bị về bản trình chiếu PowerPoint này trước lớp. Thế thì đây chính là dạy học sự STEM, nhưng như các thầy cô giáo tập huấn bọn em giới thiệu ấy, thì đây là giáo dục sự STEM, nhưng sự STEM không không có cái sản phẩm hữu hình, mà là các sản phẩm vô hình, đó là lời nói, bản trình chiếu, chứ không phải là chế tạo cái máy này, chế tạo máy khác. Thì cái này cũng là một cái năng lực mà cần phải rèn luyện cho học sinh. Đấy, thế vậy thì thông qua cái bài này của em ấy, thì em thấy rằng là ta kết hợp được hai cái phương pháp dạy học chủ đạo của môn vật lý, đó là phương pháp giải quyết vấn đề. Thực ra đây là phương pháp này là cao hơn giải quyết vấn đề đấy. Nếu các thầy cô giáo học sâu về phương pháp thì đây là phương pháp dạy học trên cơ sở vấn đề, nó cao hơn so với giải quyết vấn đề. Và cái phương pháp dạy học sự STEM thông qua các cái dự án tìm hiểu khoa học. Thì cái buổi hôm sau ấy, mình đã có hai cái mà học sinh cần phải báo cáo rồi, đó là cái phần bài tập học sinh nó làm và các bản trình chiếu như thế này, thì em thấy là buổi hôm sau học cũng rất là hấp dẫn. Thế thì qua cái xây dựng cái giáo án này ấy, thì cái buổi hôm trước bọn em làm cái kế hoạch dạy học trong cái chương trình tập huấn module 4, để bọn em có nảy ra một cái ý tưởng, đó là tổ chức một cái hoạt động giáo dục cho cái học kỳ 2 của học sinh lớp 12, đó là tổ chức cái buổi hoạt động trải nghiệm cho học sinh lớp 12 ở học kỳ 2 đến trải nghiệm cái khoa ung bướu của bệnh viện đa khoa tỉnh. Thế thì nếu mà mình tổ chức được cái hoạt động trải nghiệm đưa học sinh đến cái bệnh viện đa khoa tỉnh để học sinh nó tìm hiểu về về các cái phương pháp, tức là ứng dụng của cái tia phóng xạ trong việc điều trị bệnh ung thư ấy, thì học sinh sẽ đến bệnh viện đa khoa tỉnh để tham gia hoạt động trải nghiệm. Khi đến bệnh viện đa khoa tỉnh, chắc bác sĩ để tìm hiểu xem là tại sao lại xuất hiện căn bệnh ung thư, thế để đề phòng cái căn bệnh ung thư thì mình cần phải thực hiện như thế nào, rồi các cái biện pháp chữa bệnh ung thư ra sao, trong đó có một phương pháp, đó là phương pháp xạ trị hoặc là phương pháp hóa trị, giống như là trong cái chủ đề mà em trình bày ở đây. Đấy, cái thứ hai nữa là học sinh sẽ được phỏng vấn trực tiếp các cái bệnh nhân, xem là tại sao, có tìm hiểu lắm tại sao mình mắc bệnh ung thư không, và cái phương pháp đang điều trị của mình ra sao, và mình có lời khuyên gì cho những cái người khác trong việc mà phòng tránh bệnh ung thư. Thế thì nếu học sinh mà được trải nghiệm như thế thì em nghĩ rằng là việc đầu tiên nó sẽ có một cái phẩm chất, đó là đồng cảm với những người bệnh mà đang đang chiến đấu mỗi ngày với bệnh tật để giành giật sự sống. Cái thứ hai là nó sẽ thấy quý trọng cái cuộc sống của mình đang có hơn, mình đang được khỏe mạnh và có cái trách nhiệm với lại cộng đồng và gia đình xã hội hơn. Đấy là cái ý tưởng của em đưa ra một cái hoạt động giáo dục mà các thầy cô giáo đang phải xây dựng trong năm học này đấy ạ. Hoạt động giáo dục cho học sinh lớp 10, học sinh lớp 1, lớp 12, đó là tìm hiểu các cái ứng dụng của phóng xạ trong việc trong y học. Đấy, báo cáo các thầy thế. Thì ngoài cái giáo án thì em có mở rộng thêm một cái phần, đó là hoạt động giáo dục. Xin báo cáo hết và xin ý kiến của thầy sĩ, của các quý thầy cô. Cũng gọi là tương đối là dễ dạy, đó là cái biến dạng của vật rắn trong chương trình giáo dục phổ thông 2018. Thì cái về mục tiêu dạy học và cái năng lực vật lý các thứ học sinh cần đạt được thì em xin phép là cũng không không nói lại ở đây nữa. Thì bài này theo tinh thần chuyển đổi từ cái kế hoạch dạy học trực tiếp sang trực tuyến, thì em đã chuyển đổi cái kế hoạch dạy học trực tiếp của em sang cái kế hoạch dạy học trực tuyến theo tinh thần tập huấn của cái chương trình tập huấn này. Thì em có tổ chức các hoạt động như sau. Về cái hoạt động khởi động thì em thực hiện ở nhà trước giờ học, và mục tiêu của hoạt động này là phát hiện được các vấn đề về cái kích thước hình dạng của vật bị thay đổi khi có ngoại lực tác dụng lên vật,
và từ đó đưa ra khái niệm lực đàn hồi, nhận ra được cái mối quan hệ định tính giữa lực đàn hồi và độ biến dạng và xác định được cái phương chiều của lực đàn hồi. Đấy. Thì để đạt được cái mục tiêu này thì em tổ chức thực hiện như sau. Thì em sẽ giao cho học sinh cái nhiệm vụ qua phiếu học tập số 1 và sẽ nộp lại trước giờ học. Thì cụ thể là cái phiếu học tập số 1 thì em yêu cầu như sau. Về chuẩn bị thí nghiệm thì em yêu cầu học sinh phải chuẩn bị một cái lò xo nhỏ, dây chun, thước kẻ nhựa. Còn nếu mà không có thước kẻ nhựa có thể thay thế bằng một cái thanh đàn hồi tre gì hoặc là cây gì đó nhỏ. Đấy. Và tiến hành thí nghiệm thì em hướng dẫn học sinh là kéo giãn lò xo, dây chun bằng các lực khác nhau hoặc là uốn cong thước kẻ bằng các lực khác nhau. Và từ đó yêu cầu học sinh trả lời hai câu hỏi. Câu hỏi thứ nhất là khi nào một vật bị biến dạng và cái độ biến dạng của vật phụ thuộc như thế nào vào lực tác dụng. Câu hỏi thứ hai là lực nào đã cân bằng với cái lực kéo tác dụng lên lò xo và chỉ ra phương chiều của lực này. Thì để trả lời hai câu hỏi này thì em nghĩ rằng là cái việc học sinh làm thí nghiệm ở nhà và chuẩn bị thì em nghĩ là sẽ có cái sản phẩm là cũng tương đối là theo cái ý đồ mong muốn của mình. Đấy. Và sản phẩm ở đây em dự kiến là học sinh sẽ biết được là một vật bị biến dạng khi có ngoại lực tác dụng, và cái thứ hai là ngoại lực càng lớn thì độ biến dạng của vật sẽ càng lớn. Đấy. Và cái thứ ba, học sinh sẽ tìm tòi và đưa ra được cái lực cân bằng với cái lực kéo tác dụng nên lò xo chính là lực đàn hồi và có chiều ngược với cái biến dạng của lò xo. Thì đấy là cái sản phẩm mong muốn của em, và em cũng nghĩ rằng là cái điều này là học sinh có thể thực hiện được. Đấy. Và học sinh sẽ báo cáo kết quả thực nghiệm, thực hiện nhiệm vụ qua có thể là cái kênh Zalo của lớp hoặc là Messenger của lớp. Đấy. Thì sau đó là em sẽ nhận xét sản phẩm của và phát hiện ra, chọn ra những cái bài có kết quả tốt nhất và kém nhất và để đưa ra thảo luận ở trong nhóm của lớp, có thể là nhóm Zalo hoặc là nhóm Messenger, tùy các thầy cô có thể là thiết lập trước. Đấy là cái hoạt động khởi động và thực hiện trước giờ lên lớp. Thì trong cái bài học này ấy, thì theo cái tinh thần dạy học trực tuyến thì em cũng thiết kế là một tiết và cái thời lượng cụ thể là chỉ có 30 phút kết nối trực tiếp thôi. Đấy. Thì cái hoạt động kết nối trực tiếp đó là cái bắt đầu từ cái hoạt động số 2 là hình thành kiến thức. Thì khi kết nối trực tiếp cái hoạt động này em dự kiến là khoảng có 15 phút thôi. Đấy. Và trong hoạt động này thì em sẽ khảo sát cái mối quan hệ giữa độ lớn lực đàn hồi và độ biến dạng của lò xo. Đấy. Thì mục tiêu là thiết lập được cái quan hệ định tính giữa lực đàn hồi và độ biến dạng. Đấy. Để tổ chức cái hoạt động này thì em sẽ sử dụng một cái bộ thí nghiệm khảo sát cái định luật Hooke cùng với cái thiết bị dạy học, đó là camera, máy tính, để em có thể quay phát lại trực tiếp cái quá trình tiến hành thí nghiệm của giáo viên. Thì giáo viên sẽ sử dụng bộ thí nghiệm khảo sát định luật Hooke gồm có giá thí nghiệm, lò xo, bản dính, thước và nặng, cũng như là bộ thí nghiệm ở trên phòng thí nghiệm thôi. Tức là nếu như mà dạy học trực tiếp ấy, thì em có thể là thay vì cái hoạt động này là học sinh, em sẽ phân lớp ra thành các nhóm và tổ chức cho học sinh hoạt động nhóm và tiến hành thí nghiệm, nhưng do dạy chuyển thành dạy học trực tuyến thì em giáo viên lúc này sẽ tiến hành thí nghiệm và yêu cầu học sinh quan sát. Khi mà giáo viên tiến hành thí nghiệm thì yêu cầu học sinh quan sát và ghi lại cái kết quả thí nghiệm. Thì giáo viên sẽ tiến hành thí nghiệm là treo cái lò xo lên rồi móc các vật nặng có khối lượng khác nhau vào đầu dưới của lò xo. Đấy. Và yêu cầu học sinh ghi lại các cái kết quả thí nghiệm khi quan sát được trên màn hình vào cái bảng số liệu, đó là phiếu học tập số 2. Đấy. Và đồng thời là yêu cầu học sinh trả lời câu hỏi, là tức là sau khi học sinh nó ghi lại cái kết quả thí nghiệm và xử lý số liệu thì học sinh sẽ phải trả lời câu hỏi là liên hệ
sẽ trả lời câu hỏi liên hệ giữa cái độ lớn lực đàn hồi và độ biến dạng của lò xo nó phụ thuộc nhau như thế nào. Và sau đó học sinh sẽ nộp cái sản phẩm của mình, phiếu học tập và kết quả kết luận cuối cùng ấy. Thì sản phẩm dự kiến của cái hoạt động này của em đó là cái bảng số liệu thí nghiệm, tức là cái bảng số liệu mà học sinh ghi lại qua thí nghiệm của giáo viên. Cái thứ hai là cái độ, kết luận được cái độ lớn lực đàn hồi nó tỷ lệ thuận với cái độ biến dạng của lò xo. Và sau khi mà có cái kết quả này thì em sẽ tổ chức cho học sinh thảo luận và kết luận cuối cùng. Thì em sẽ chọn một số cái sản phẩm tiêu biểu của học sinh theo cái ý đồ để đưa ra cái thảo luận. Thì ý đồ đây có thể là một số học sinh có thể là ghi cái kết quả nó chưa được chuẩn xác, cái hai là cái kết luận nó chưa được đúng, và những cái học sinh mà có cái bảng số liệu chuẩn xác và cái kết luận đúng thì em sẽ đưa ra cho học sinh khác trong lớp thảo luận. Và cuối cùng là sẽ chốt lại cái kiến thức là và yêu cầu học sinh phát biểu cái định luận hook trong sách khoa. Thì hoạt động này em dự kiến vì do giáo viên làm kinh nghiệm nên em dự kiến chỉ khoảng 15 phút thôi. Và sau khi mà đã có xong cái hoạt động thứ hai thì học sinh đã hình thành xong cái kiến thức của bài học. Thì em sẽ chuyển sang cái hoạt động số 3 là luyện tập, và hoạt động này là em dự kiến là khoảng 15 phút. Mục tiêu của hoạt động này là rèn luyện cái việc vận dụng định luật hook và giải một số cái bài tập tương đối là đơn giản, vì cái đối tượng học sinh của tỉnh em và cái trường em thì cũng là không phải là xuất sắc như ở các tỉnh Bắc Ninh hoặc là Hà Nội, nên là cái yêu cầu ở đây là em đưa ra rất là đơn giản thôi, thông qua cái phiếu học tập số 3. Em yêu cầu học sinh là làm hai cái bài tập ở phiếu học tập số 3 bằng cách là chia sẻ màn hình, hoặc là có thể gửi vào nhóm của lớp để học sinh có thể xem cho dễ. Và học sinh thực hiện nhiệm vụ tự thực hiện theo cái hướng dẫn, nếu như mà có khúc mắc gì có thể hỏi giáo viên trong quá trình thực hiện. Và dự kiến sản phẩm thì học sinh sẽ làm được hai bài tập này, hai bài tập em đưa ra tương đối là đơn giản, vận dụng rất là dễ, mức độ gọi là nhận biết thông hiểu thôi, nên là em nghĩ rằng là cái việc giải được hai bài tập này thì không khó khăn lắm. Sau khi mà học sinh có cái kết quả thì em sẽ tổ chức cho học sinh thảo luận. Và ở đây có thể em yêu cầu một học sinh nào đó là có thể trình bày cái lời giải của mình, và gọi một số học sinh khác nhận xét. Thì sau khi mà cái kết thúc cái hoạt động số 2, số 3 này thì học sinh vừa là nắm được cái kiến thức của bài học và vận dụng một cách vào làm bài tập thì cũng tương đối là dễ. Thì sau khi kết thúc hoạt động số 3 thì em chuyển sang hoạt động số 4 là cái hoạt động vận dụng. Thì hoạt động này thì em sẽ dự kiến là khoảng 5 phút và giao nhiệm vụ về nhà để học sinh thực hiện thôi. Và mục tiêu của hoạt động này là vận dụng các kiến thức kỹ năng đã học về lực đàn hồi, định luật hook để thực hiện một số nhiệm vụ thực tiễn liên quan. Cụ thể là em giao cho học sinh viết một cái bài báo cáo về sự biến dạng của vật rắn quan sát được trong thực tế, trong đó có đề cập đến các biểu hiện của kiến thức trong chủ đề và các hiện tượng trong cuộc sống, ví dụ như là cái cột nhà chân cầu, hoặc là giảm sóc xe, cân lò xo, lực kế, đó là những cái ứng dụng của lực đàn hồi, định luật hook. Thì em yêu cầu học sinh sẽ tìm hiểu thông qua mạng internet và trong đời sống thực tế sẽ viết một cái bài báo cáo như vậy. Đấy. Thì sau khi học sinh sẽ viết bài báo cáo thì sẽ sản phẩm sẽ là bài làm vào vở và nộp lại cho giáo viên thông qua trang Zalo hoặc Messenger của lớp. Thì đấy là cái ý đồ, cái kế hoạch bài dạy của em, thì em xin trình bày ngắn gọn vậy. Thì ở đây em nhấn mạnh lại là trên tinh thần là chuyển đổi từ cái kế hoạch dạy học trực tiếp sang cái kế hoạch dạy học trực tuyến, tức là
làm nào để cho giáo viên ít mất cái công sức nhất, tức là làm nào từ những cái có sẵn rồi thì ta chỉ cần một cái bước ngắn gọn nhẹ nhàng để chuyển sang cái dạy học trực tuyến cho nó phù hợp. Em xin hết cái phần trình bày ở đây và xin các thầy cô báo cáo viên cùng với các thầy cô trong lớp tập huấn đóng góp ý kiến ấy. Tôi cảm ơn thầy Đức đã trình bày. Cảm ơn thầy Đức đã trình bày cái nội dung kế hoạch dạy học, kế hoạch bài dạy về cái lực đàn hồi, biến giảng tập gắn lực đàn hồi. Trên cái nội dung công việc mà thầy giao cho học sinh ở cái hoạt động một ấy thì nó vâng cái vâng chuyện là thầy khác với thầy Trương dùng một câu chuyện đây, thầy Dương vào bài. Còn đấy vật lý của mình nó rất hay là dùng chuyện được dùng thí nghiệm, thầy đã dùng phương án là dùng thí nghiệm để khai thác vào bài. Thì tôi chỉ đề nghị là cái cách giao nhiệm vụ ấy, tôi chỉ gợi ý một cách làm nó hợp lý hơn một chút là khi mà đã là giao nhiệm vụ thí nghiệm ấy, thì chúng ta phải yêu cầu học sinh cái thao tác nó rất là rõ, em chuẩn bị một cái gì thì nên có lẽ là nên làm một cái này. Chuẩn bị dụng cụ là một cái lò xo và nó làm thế nào, đúng không ạ? Ví dụ như là cố định một đầu lò xo hay là cái một đầu dây chun vào một cái vật nào đó, thế sau đó là tay phải hướng dẫn thao tác chuẩn bị để bố trí này và sau tiến hành là tay kéo thế nào, sau đó thì trực tiếp hỏi luôn vào cái tình huống thí nghiệm đấy, chứ không nên đặt câu hỏi hai câu hỏi một và hai thì nó lại không gắn gì với cái thí nghiệm cả. Tóm lại em làm thí nghiệm nên phải làm gì thì cho nên là thầy nên bám ngay vào tình huống đấy nhé. Tức là thí nghiệm là thầy giao dụng cụ gì, các con chuẩn bị này, các con bố trí nó thế nào, con tiến hành làm sao. Thế sau đó mình nên đặt câu hỏi ngay vào đấy. Ví dụ tôi gợi ý nhanh là câu hỏi thứ nhất là mô tả cái cảm giác ở tay con, mô tả cảm giác ở tay con khi đấy sấm to quá, chớp to quá. Mô tả cảm giác ở tay con khi thực hiện việc kéo đó, ví dụ thế. Thứ hai là lý giải, tức là mô tả thì ta chỉ bảo là tay con cứ căng dần dần, sau đó là lý giải bằng ngôn ngữ vật lý, đây đúng không ạ? Tức là dùng kiến thức vật lý của con đã biết để con lý giải cái chuyện đấy. Và sau đó thứ ba thì có thể đưa ra một cái thông báo luôn, vì cái kiến thức lực đàn hồi thì học sinh đã học ở lớp dưới rồi mà, thì đưa ra một cái thông báo và đồng thời là câu hỏi luôn, đó là cái lực tác dụng tay con ấy là lực đàn hồi đã học ở lớp dưới, và con hãy đưa ra cái dự đoán của mình về cái độ lớn của lực đàn hồi nó phụ thuộc vào những yếu tố nào và như thế nào đấy. Thì và các câu trả lời được con ghi vào một mặt giấy A4, trong một mặt giấy thôi, và chụp lại gửi cho thầy đấy, thì nó sẽ vâng. Giờ này Dương sinh cực luôn vâng. Tiếp theo và thầy cô xin có thể là một số thầy cô khác có thể cho ý kiến về bài của thầy Đức ạ. Vâng, em cảm ơn thầy ạ. Và chắc là một số cái góp ý như thế để thầy có thể điều chỉnh. Tại vì là nếu tình huống đặt ra thì chúng ta phải bám ngay vào tình huống đấy để mà chúng ta bắt vào bài học, chứ không có vẻ như hai cái này nó đang chưa gắn với nhau. Vâng, em xin ghi nhận ạ. Em cảm ơn thầy ạ. Vâng. Và như vậy chúng ta có hai bài trình bày của hai của khối trung học phổ thông rồi, thì bây giờ xin cái thời gian thực hiện bài này là được thực hiện trong 2 tiết. Về phần mục tiêu thì em cũng xin phép là không được thông qua nữa. Còn về phần thiết bị dạy học và học liệu thì như ở thị xã Mỹ Lộ chúng em thì được sử dụng tài khoản Zoom thầy ạ. Chúng em sẽ sử dụng trên nền tảng tài khoản Zoom. Và sách giáo khoa 6, khoa học tự nhiên 6, bộ kết nối tri thức với cuộc sống. Về đường link thì em cũng đã chia sẻ lên đây rồi ạ, đường link YouTube. Ở đây là em sử dụng là link thí nghiệm sự nở vì nhiệt của chất lỏng rồi ạ. Về phần tiến trình dạy học thì em xin được trình bày như sau ạ. Về hoạt động 1, mở đầu thì thực hiện ở nhà và giao trước giờ học. Thì về mục tiêu, học sinh xác định được vấn đề cần giải quyết trong bài học là đo nhiệt độ của một vật bằng dụng cụ đo nhiệt độ, đơn vị và thang đo nhiệt độ. Và về nội dung thì em yêu cầu học sinh sao ạ? Tức là học sinh sẽ thực hiện nhận nhiệm vụ là cảm nhận độ nóng lạnh trong 3 cốc nước đã được chuẩn bị ở nhà của học sinh, đó là nước ấm, nước nguội và nước lạnh. Sau đó thì yêu cầu học sinh trả lời các câu hỏi sau.
Câu hỏi thứ nhất đó là hãy nêu cảm nhận khi bàn tay được nhúng vào ba cốc nước trên và làm thế nào để xác định được chính xác nhiệt độ ở cả ba cốc nước trên. Và sau đó một nhiệm vụ nữa là yêu cầu học sinh đọc thông tin ở sách giáo khoa trang 24 phần đo nhiệt độ và trả lời câu hỏi 2, đó là kể tên một số thang nhiệt độ mà em biết và ở Việt Nam thì để đo nhiệt độ thường dùng thang nhiệt tay nào. Và câu hỏi 3, câu hỏi 4 thì sản phẩm mong muốn của em ở đây đó chính là mong muốn là học sinh có thể trả lời được tất cả 5 câu hỏi. Và tuy nhiên thì có thể học sinh cũng không trả lời được chính xác hết, nhưng mà đến phần thứ hai đó là phần khi hình thành kiến thức mới ạ, thì em sẽ giải đáp ạ. Ở phần hình thành kiến thức thì em dự kiến như sau ạ. Hoạt động 1 là tìm hiểu về đo nhiệt độ, dành thời gian khoảng 20 phút. Thì thông qua cái phần mà em yêu cầu học sinh chuẩn bị ở nhà đấy ạ, thì trước hết học sinh sẽ nêu được cái cảm nhận khi mà cho tay vào ba cốc nước, đó là nước ấm, nước lạnh và nước lạnh. Và học sinh cũng sẽ dễ dàng trả lời được là để xác định được nhiệt độ ở ba cốc nước thì ta sẽ phải sử dụng là nhiệt kế ạ. Và em cũng cho các nhóm là trình bày về cái bài làm của nhóm mình, thì chọn ra những nhóm mà có bài làm tốt ạ, và nhóm thì có làm bài chưa tốt, để nghe các bạn báo cáo. Và sau đó thì sẽ giới thiệu với học sinh là về đơn vị đo nhiệt độ thường dùng của nước ta ở đây là độ C và ký hiệu, và thang nhiệt độ thường được sử dụng phổ biến đó chính là thang nhiệt độ Celsius. Và riêng nội dung kiến thức về quy đổi nhiệt độ từ độ C sang độ S thì em sẽ giới thiệu với học sinh ạ. Còn đến phần mục 2, hoạt động 2 đó là tìm hiểu về dụng cụ đo nhiệt độ, thì em dự kiến là 15 phút. Mục tiêu ở hoạt động này là học sinh biết được cơ sở để chế tạo dụng cụ đo nhiệt độ là dựa trên nguyên tắc giãn nở vì nhiệt của chất lỏng. Qua việc quan sát tranh ảnh của các loại nhiệt kế để học sinh nhận biết được các loại nhiệt kế và công dụng của nó, thì em cho học sinh quan sát một thí nghiệm ảo qua đường link ở trên YouTube ạ. Và sau đó thì em sẽ yêu cầu học sinh thực hiện cho em hai câu hỏi ạ. Câu hỏi thứ nhất đó là nêu nhận xét ban đầu về sự nở vì nhiệt của chất lỏng, và câu hỏi thứ hai là hãy xác tên và công dụng rồi là giới hạn đo của các loại nhiệt kế ở trên hình 8.5 sách giáo khoa. Về sản phẩm mong muốn thì em cũng rất là mong muốn học sinh là trả lời được riêng phần giới hạn đo và độ chia nhỏ nhất ở các nhiệt kế thì học sinh sẽ trả lời được ạ. Và riêng cái nhiệt kế hồng ngoại hay nhiệt kế điện tử ấy ạ, thì với một số học sinh thì ở chỗ em ấy thì cũng khá là mới các thầy ạ, thì cái này em sẽ giới thiệu kỹ hơn ạ. Về còn hoạt động 3 đó là cách sử dụng nhiệt kế y tế, thì ở đây mục tiêu là tìm hiểu cách sử dụng của hai loại nhiệt kế thông dụng đó là nhiệt kế y tế và nhiệt kế y tế điện tử. Về nội dung thì yêu cầu học sinh là đọc và tìm hiểu các bước sử dụng nhiệt kế y tế và sử dụng nhiệt kế y tế điện tử ạ. Sau đó thì sẽ yêu cầu học sinh làm trên phiếu học tập và trả lời đó là chỉ ra các thao tác sai khi sử dụng nhiệt kế trong các tình huống. Thì em có đưa ra 3 câu hỏi ạ, và yêu cầu học sinh sẽ hoàn thiện bài của mình, có thể là chia sẻ màn hình hoặc là trả lời trên phiếu và chụp gửi vào nhóm ạ. Thì em có cho học sinh thực hiện 4 câu hỏi là để củng cố ạ. Còn ở phần vận dụng thì em sẽ yêu cầu học sinh là thực hành đo nhiệt độ cơ thể của bản thân và của mọi người trong gia đình ở tại nhà, và có chụp ảnh và gửi vào trong nhóm ạ. Và em cũng xin ý kiến của các thầy cô giáo là góp ý cho giáo án của nhóm chúng em ạ. Vâng, cảm ơn cô Hà đã trình bày cái kế hoạch dạy học của khối lớp 6. Đây chính là chương trình mới, và đây là bộ sách cái gì cô dùng bộ sách là kết nối tri thức với cuộc sống. Và cảm ơn cô. Tiếp
Như vừa rồi nghe cho thầy Trương chia sẻ thì thực sự là một chúng em giáo viên cấp 2, nhưng mà nghe thầy chia sẻ về phần nội dung kiến thức của trung học phổ thông thì em thấy rất là hay. Và phải công nhận là nếu như mà học sinh mà được học thầy thì em nghĩ là học sinh sẽ rất là hứng thú và sẽ có thêm nhiều học sinh nào được yêu thích bộ môn vật lý. Thầy Trương xin nhận cái tình cảm đấy nha. Em qua hôm nào cũng phải xin link của thầy Trương để theo dõi đi ạ. Rồi cảm ơn cô Hà. Chắc là mình chia sẻ một chút ngay để tiết kiệm thời gian và sau đó thì xin ý kiến của thầy cô tiếp. Dạ, vì mình sợ mình quên. Tức là thế này, cái kiến thức về nhiệt độ ấy, thì nó rất là gần gũi. Bé tí nó biết rồi và nó còn có đứa nó được đo nhiệt độ nhiều lần nữa. Vì thế thì có lẽ là chúng ta sẽ giao cái nhiệm vụ nó kiểu như là nó rõ hơn và nó cụ thể hơn một chút, không quá rườm rà. Đây là thực sự là tôi thấy là nó hơi rườm rà chỗ hoạt động một. Từ không chắc không cần phải làm cái thí nghiệm gì đâu, tại vì những cái này nó quá gần gũi rồi, đúng không ạ? Tốt nhất là thế này, mình không cần nêu, không cần làm thí nghiệm mà cũng chả cần kể chuyện giống như thầy Trương đâu, vì cái tùy từng bài cái nhiệm vụ với nhiệt độ này thì nên giao luôn một cái phiếu luôn. Hãy thực hiện nhiệm vụ sau chẳng hạn. Một là hãy mô tả các cách mà em biết để xác định một vật là nóng hay là lạnh, ví dụ thế. Mô tả các cách, em cách thứ nhất là em sờ, thì đúng không? Cách thứ hai là em hơ tay vào, cách ba là em đo, đúng không ạ? Ví dụ thế. Mô tả các cách có thể. Thứ hai là nêu các cái cách mà xác định cái độ nóng lạnh bằng dụng cụ. Nêu các cái cách xác định độ nóng lạnh. Và sau đó là đấy, nêu bằng ví dụ các cách mà xác định độ nóng lạnh chẳng hạn. Sau đó là nêu các cái chú ý khi đo, ví dụ thế nhé. Có ba cái nhiệm vụ. Và thì nó gọn hơn, tự nhiên đi đổ nước ấm nước ấy xong rồi đo thì nó đã coi như nó biết rồi, nó chuẩn bị rồi, đúng không? Thực chất cuối cùng là đi rèn cái, nó với ba chú ý đấy là chúng ta vắt vào cái hoạt động hai là phiên kết nối, thì mỗi cháu nó báo cáo một lúc thế xong là cô chốt lại thôi, đúng không ạ? Và cô giới thiệu thêm một số cái nội dung thì nó bài nó nhẹ nhàng. Thì cái bài này, cái bài và cô giáo cũng nên lấy cái mẫu của trên ví dụ ấy để cô điền vào thì nó sẽ rõ các cái hoạt động. Chúng ta lưu ý là cái tình huống một ấy, đừng quá rườm rà, nên gọn và đi và nó rõ, chọn một tình huống nào đó và nó rõ, sau đó là mình giao nhiệm vụ thế nào để mà cái kết quả của nhiệm vụ ở cái hoạt động một thì nó dùng để cho mình xử lý tiếp ở cái hoạt động hai, nó gắn với cái nội dung của hoạt động hai là xong. Và xin ý kiến của thầy cô xem thầy cô có bổ sung gì cho bài của cô Hà không ạ? Mình cũng có thể là đưa một thời gian là người đang đi vào cổng trường nó có bị sốt hay không chẳng hạn thì đấy vâng có những cái cách để mình xác định được nhiệt độ. Vâng, em đi học ngày nào cũng được đo luôn đấy. Vâng. Ngày nào cũng được đo nhiệt độ thì ạ, vâng, để chống dịch ạ. Đấy thì mình bám luôn là tình huống đấy đó. Cái cơ sở đâu để biết là để làm cái điều đấy. Tóm lại là mình chọn một tình huống nhé, đừng chọn dườm dài gì quá, và những tình huống nào nó đã có rồi, những cái trải nghiệm học sinh đã có rồi thì khai thác luôn. Dạ vâng ạ, vâng em cảm ơn thầy, em sẽ sửa luôn ạ. À không, đấy là cái gợi ý về và chung nữa đấy. Thầy Nghiệp có góp ý cho bài của cô Hà không ạ? Xin chào các thầy cô. Để cho tiết kiệm thời gian cho thầy quý ở trên lớp thì tôi cũng vào thẳng luôn vấn đề để các thầy cô nắm được cái tinh thần của chương trình. Nhất là chúng ta phải bám vào chương trình. Cái chương trình người ta yêu cầu là lấy được ví dụ chứng tỏ giác quan của chúng ta có cảm nhận sai về một số hiện tượng. Cái thứ hai, nêu được các cách đo, đơn vị đo, dụng cụ thường dùng để đo nhiệt độ, đúng không? Chúng ta phải bám hết vào đấy, từ cái trang 30, 31 này, chúng ta mới liệt kê ra được tất cả các yêu cầu cần đạt, sau đó từ ra ta mới thiết kế được cái tiến trình dạy học, nó có cái logic dạy học. Thế ở đây thì cái yêu cầu cần đạt đầu tiên là lấy được ví dụ chúng ta ở giác quan chúng ta cảm nhận sai về một số hiện tượng, thì ở đây chưa lấy được.
cảm nhận sai về một cái cảm nhận sai về nhiệt độ ấy, chúng ta có không? Cảm nhận sai về khối lượng có không? Cảm nhận sai về chiều dài có không? Cảm nhận sai về thời gian có không? Chúng ta phải đặt vấn đề câu hỏi ấy. Đây là phân tích chương trình nhé. Từ cái cảm nhận sai đó thì ta mới có nhu cầu là đưa ra các cái thiết bị dạy học, à cái thiết bị đo. Tôi cảm nhận sai mà không ai chứng minh được tôi sai hay đúng, người này bảo đúng, người kia bảo sai, thì từ đó tôi mới phải ra được cái dụng cụ đo. Tất cả cái bài về đo nó là như thế. Vậy đầu tiên xuất phát là chúng phải xuất phát từ cái lấy được ví dụ chứng tỏ rất giác quan chúng ta cảm nhận sai. Ở đây bài nhiệt độ có cảm nhận sai không? Trong thực tế chúng ta có không? Nào bây giờ hỏi tất cả các chuyên gia, chúng ta có cảm nhận sai về nhiệt độ không? Từ cái cảm nhận sai về nhiệt độ tôi mới có cái dụng cụ đo đó là nhiệt độ. Bây giờ hỏi tất cả các chuyên gia, cả các thầy cô có cái hiện tượng nào mà cảm nhận sai không? Lấy đi. Có thể. Một cái ví dụ như này các thầy cô được một gợi ý này. Có thể ạ. Ta sờ vào tất cả các đồ vật ở trong gia đình, đúng không? Ta thấy cái nào có cảm giác lạnh hơn? Kim loại. Đấy. Đấy, như vậy là đấy là một cái tình huống để đặt cho học sinh và giao nhiệm vụ ấy. Thầy Quý đưa ra một cái tình huống, các thầy đưa ra một tình huống. Nhưng tôi thì gợi ý cho các thầy cô là cảm nhận sai về nhiệt độ chính là cái nhiệt độ phòng của chúng ta ấy. Ta sờ vào tất cả đồ vật, ta thấy nó khác hẳn luôn với cảm nhận về nhiệt độ. Từ đó thì bắt đầu để biết được nó đúng hay sai, nhiệt độ cao hay thấp, nóng hay lạnh, thì chúng ta mới sản sinh ra cái gì? Cái nhiệt kế. Và từ cái nhiệt kế đó thì hình thức của cái nhiệt kế nó như nào, trông nó như nào, rồi cuối cùng là các cái thang đo của nó trên đó, rồi thì sao nữa, đơn vị đo, rồi sau đó đến cách sử dụng. Cách sử dụng thì chúng ta biết rằng là tại sao chúng ta phải ước lượng, quy trình chúng ta học những bài trước biết hết rồi, là có là ước lượng rồi chọn dụng cụ đo, đấy là tất cả các cách đo chúng ta biết rồi, học bài trước rồi. Như vậy chúng ta phải xuất phát tất cả những cái điều đó là theo cái chương trình, nó có logic của nó. Vậy xây dựng một bài học chúng ta có logic, cái logic đấy là chúng ta xuất phát từ những cái hiện tượng thực trong thực tế là tốt nhất, là hay nhất và là hấp dẫn nhất. Và chỉ cần yêu cầu học sinh là em thực hiện cái điều đó, để tôi là tạo cái hứng thú cho học sinh vào bài mới. Vào bài mới và em mô tả lại tất cả những cái điều em sao thấy, em cảm nhận thấy đi, trong những đồ vật trong gia đình. Nếu mà làm với nước nóng rất nguy hiểm, như cô giáo ở Yên Bái làm nguy hiểm lắm, không những tay nước sôi thì sao, cô lại không có tiền mà đi đền cho nó đâu. Đấy là chúng ta phải lưu ý trong dạy học, giao nhiệm vụ gì cho học sinh nó phù hợp. Cái đó câu hỏi tình huống như rất đơn giản và chúng ta có thể thảo luận trên lớp rất sôi nổi luôn. Có nhiều tình huống mà chúng ta đưa ra cảm nhận sai, hoặc tất cả bài đo chúng ta chỉ có theo logic thế thôi các thầy cô ạ. Thì chúng ta cố gắng là tạo ra những tình huống mà thực tế và đặt những nhiệm vụ cho học sinh là phù hợp vấn đề đó. Thôi chúng ta lên lớp chúng ta quay lại cái gì, nếu trong trường hợp học sinh không có nhiệt kế thì sao, sau này bị bắt nó đo cả cái gia đình. Nó đi bắt đo nó cả gia đình trong chụp ảnh lại. Nhiệm vụ đấy quá nặng, vượt yêu cầu cần đạt. Thứ hai, vượt yêu cầu cần đạt ở chỗ nào nữa là đổi đơn vị. Ta đang tinh giảm chương trình mà chúng tôi phải nghĩ mãi là tinh giảm cái gì. Các thầy cô đưa nặng thêm ra chương trình để kiểm tra nó để làm gì, kiểm tra còn làm gì. Ta phải xác định rất là rõ ra cái gì cần dạy ở lớp 7, lớp 6. Đối tượng chúng ta cần cái gì thôi, chứ đừng có yêu cầu cao quá. Cái này là phần mở rộng, các thầy cô bảo yêu cầu sinh. Các em thấy ở trên thế giới nó có cái nhiệt độ nào, hoặc là thang đo nào nữa không, tìm hiểu thêm. Xong rồi chỉ đến lớp chia sẻ, và cái đấy không kiểm tra đánh giá. Rất rõ luôn, đây chúng ta lại làm cả cái nhiệt độ, đơn vị đổi nhiệt độ nặng chương trình trên da. Chúng tôi đang cắt bớt đi cho các cháu nó đỡ nhẹ đầu các cháu. Các cháu còn làm những việc khác, học những cái môn khác. Không phải tất cả chúng ta đều đạt ra tiến sĩ với giáo sư vật lý đâu. Nên chúng ta lưu ý rằng là dạy học thì dừng ở mức độ nào là đủ, cái gì là thừa không nên đưa vào, còn các em hỏi thêm thầy giải thích thế thôi.
Đấy, chúng ta lưu ý rằng đưa vào tất cả những bài tập trắc nghiệm ở trên lớp, phần luyện tập đừng có đưa vào. Phần luyện tập là học sinh nó nhớ cái bài ngay tại lớp, chưa thì chúng ta đã thách đố nó cho những câu vào đấy khó lắm. Nên chúng ta phải cho nhớ, nó nhớ cái bài kiến thức ở trên lớp. Mà cái bài này nó nhiều nội dung như thế là mấy tiết chúng ta phải dạy nặng đấy. Cho nên là chúng ta cố gắng lược bớt đi những cái gì không cần thiết, đúng yêu cầu cần đạt, thế là đủ cho. Vì dạy học chúng ta nhớ là dạy học trên lớp là dạy học là 100 người đi một bước, chứ không phải 100 người đi một bước. Chúng ta lưu ý thế. 100 người đi một bước chứ không phải một người đi 100 bước. Lưu ý rằng đối tượng học sinh của chúng ta có nhiều học sinh yếu, chúng ta cần quan tâm. Giáo dục chúng ta cần quan tâm những đứa nào học trò nào chưa thích học, chúng ta quan tâm đối tượng đó. Chúng ta giao khó quá nó không làm được đâu, nó không làm được nó càng chán. Chán thì lên cấp 3 không có học giáo viên vật lý, học sinh vật lý nữa đâu. Toàn bộ cái chia sẻ của tôi, thầy cô hiểu và thông cảm nhé. Họ biết cách dạy rồi thì cứ thế mà làm thôi. Xin mời thầy Quý tiếp tục ạ. Xin chào các thầy cô. Vâng, em xin phép ạ. Em xin phép thầy Quý với thầy Nghiệp. Em là Lan ở Đoàn Yên Bái, em có ý kiến ạ. Vâng, là cảm ơn thầy Nghiệp vì thầy rất là tinh trong cái chuyện là nhắc anh chị em là báo ca báo đúng yêu cầu đạt. Và từ yêu cầu đạt thì thầy cô sẽ thiết kế được ra rất nhiều cái tình huống đơn giản để cho học sinh nó triển khai theo mạch. Rồi xin mời cô Lan ạ. Vâng ạ. Cái bài soạn của bạn Hà ấy ạ, thì em thấy như này ạ. Có cái phần phần đầu mà cái nhiệm vụ chuyển giao pha đầu tiên ấy ạ, là ba cái đấy là nước ấm. Bạn nói rõ trong đấy là nước ấm, nước lạnh và nước nguội. Thì cái đấy chính là để bạn cảm nhận nhiệt độ như thầy Nghiệp bảo đấy ạ. Rồi, tức là cái tình huống đấy đưa ra để học sinh cảm nhận về nhiệt độ thì có sự cảm nhận sai. Sau đó bắt đầu từ đó mới đặt ra vấn đề là phải đo nhiệt độ ạ. Vâng. Vâng. Tôi đang nói về cái logic mà chúng ta hiểu nó ấy. Cái cảm nhận sai đấy cũng là một cái cảm nhận sai. Những cái cảm nhận sai đấy thì có cái nhu cầu là ra thiết bị. Những cái cảm nhận sai mà chúng ta thấy trong thực tế cũng là một cái tình huống mà tôi muốn đưa ra. Nhưng tôi nói thầy cô là các thầy cô lưu ý rằng nó biết thế nào là nhiệt độ, nước ấm là nước nào. Đặt tình huống ngược lại, nước ấm là nước nào. Do cách chúng ta đặt khai thác cái tình huống đấy cũng được, nhưng mà do cách chúng ta triển khai sau với cách đặt câu hỏi ấy, chúng ta điều chỉnh rất là được. Được rồi, các cái điều chỉnh đấy là thầy cô nên tham khảo và là thầy cô sẽ. Vậy thế thì cho em hỏi là ở ở trong sách giáo khoa ấy, thì họ họ cũng có đưa ra là cái cách quy đổi từ độ C sang độ S ạ. Đây thì mình cũng giới thiệu qua chứ ạ. Cái sách kết nối tri thức cuộc sống là nó có cái nội dung đấy thì thầy cô nhưng mà quan trọng là bám với cầu vần đạt ạ. Cuộc sống của em có nội dung đấy thầy ạ. Vâng vâng, bám với cầu vần đạt. Yêu cầu của chương trình phổ thông chứ còn các sách có thể là nó sẽ khác nhau theo tôi là như thế. Thì nếu là học sinh nếu mà yêu cầu trong cái yêu cầu của chương trình phổ thông của mình đấy là nó không có cái học sinh đủ cái độ C sang độ S và ngược lại thì đúng là cô cho là cái chỗ phần này nó cũng khá nặng như thầy nói là cũng đúng đấy ạ. Theo kiến của tôi ạ, tại vì ở trong cái kết nối tri thức người ta cũng chỉ nói là cách xác định bằng độ trong thang đấy thôi chứ nó cũng không yêu cầu là về cái mục tiêu là không yêu cầu là xin đổi được cái nhiệt độ đấy hay là cho cái phần đấy vào thì thấy là hơi em thưa thầy em xin phép tại vì có những cái chỗ đấy em cũng là giáo viên của trường của khối trung học cơ sở ấy ạ. Dạ vâng, em ở Lê Châu ạ. Thế em xin ý kiến một chút về cái bài của cô này được không ạ? Vâng vâng. Dạ vâng, chúng em cũng đang sử dụng cái khoa học tự nhiên kết nối tri thức ạ. Thì cùng với lại cái sách của Yên Bái đang sử dụng thì em cũng có một số ý kiến này. Chúng ta có thể là em cũng rất là lăn tăn về cái nhiệm vụ ngay từ đầu tiên cái sách này đưa ra là cho học sinh nhúng tay trái vào bình nước lạnh và tay phải vào bình nước ấm rồi rút ra hai tay ra rồi sau đó lại đưa vào cái bình nước lạnh xem nó có cái cảm giác như nào. Thực ra em cũng rất là lăn tăn vì học sinh lớp 6 này như con nhà em chẳng hạn thì nó cũng lúng túng và bây giờ nó cũng bảo là nước ấm nhưng mà cô mà chỉ nói nước ấm thôi nó cũng không biết là pha như thế nào để là ấm hay là nóng đâu đấy nên nó cũng rất là nguy hiểm. Thì em nghĩ là
Theo ý kiến của em ấy thì là chúng ta có thể đi bắt đầu bằng từ một cái câu chuyện, ví dụ như là đối với là khi mà con sốt ấy, thì người mẹ hay hay sử dụng cái cách nào để mà biết được là con sốt hay không. Thường thì ví dụ như người mẹ các con nó lúc đấy nó sẽ biết được là nó là mẹ nó hay sờ tay lên trán con chẳng hạn, thì cái đấy chỉ là cái ước mơ thôi, có thể đúng có thể sai đấy. Thế là nếu mà biết một cách chính xác cái nhiệt độ và cái vì cái việc mà cứ chỉ cứ sờ tay lên trán con thì cũng có thể là dẫn đến rất là nhiều cái trường hợp mà kể cả cô giáo ở mầm non chẳng hạn là dạy các con mà khi các con nó sốt thì cứ chỉ cần sờ tay lên trán thôi, nhưng rất nhiều cái trường hợp là sờ như thế nó không cảm nhận sai. Thế nên khi mà bố mẹ nóng về có thể nó bị giận, cháu lúc có thể bị giận, hoặc bản thân bố mẹ mà kiểm tra cái nhiệt độ cơ thể con bằng tay chẳng hạn như thế cũng rất là nguy hiểm, vì không biết được cái nhiệt độ chính xác. Và khi mà con giật rồi thì bắt đầu đưa ra viện, thì đấy là những cái tình huống rất là cụ thể ở trong cuộc sống ấy ạ. Khi con sốt là do ốm, hoặc là khi con sốt là đi tiêm chẳng hạn. Thế từ đấy trở đi thì em nghĩ là cũng có một cái cách để thầy cô bắt vào tình huống để xem là vậy thì để biết chính xác cái nhiệt độ cơ thể của con thì mẹ sẽ làm như thế nào. Có lúc nào mẹ thì là đo nhiệt độ các thứ lên, thì em nghĩ từ khi đấy trở đi thì hoàn toàn học sinh có thể biết. Và cái cách mà đo thì em nghĩ là trong cái mùa Covid này bất kể một học sinh nào đều có thể là đã đo rất chi là nhiều lần về cái nhiệt độ cơ thể của mình rồi. Thế nên khi đó là cũng em nên đưa ra một cái dụng cụ này về cái nhiệt độ này, và thậm chí là cái cách đo ở cái mục đo đấy là cũng em nghĩ là cũng đã bật ra được gần hết cái kiến thức của bài đấy ạ. Vâng, theo ý kiến của em là đi từ đấy ạ. Dạ vâng ạ, em cảm ơn thầy cô ạ. Và như vậy chúng ta thêm là rất nhiều cách để chúng ta triển khai cái tình huống xuất phát và giao nhiệm vụ cho các con, đúng không? Quan trọng là thầy cô sẽ theo ý kiến của thầy Nghiệp ấy, là chúng ta cố gắng bám vào yêu cầu cần đạt trước. Tại vì các sách giáo khoa cũng chỉ là một trong những cách để triển khai, mà trong khi là chúng ta thực hiện cái chuyện là dạy học bám vào chương trình, thì chúng ta sách giáo khoa là một trong những cái tài liệu để tham khảo để triển khai thôi. Tôi chia sẻ thêm cái thí nghiệm đấy nhá. Dạ. Đối với cái thí nghiệm mà sờ tay trái tay phải vào cái cốc nước nóng nước lạnh mà cảm nhận sai này là sai. Nếu mà nói phân tích ra thì quý biết, chúng tôi biết cái đấy là sách của nước ngoài người ta nói thế, nhưng mà dịch ra là mình cũng đưa vào, nhưng thế giới người ta chả tranh luận thì thôi mình cũng không nói nữa. Chứ một cái điều kiện là không thể, các cái đối tượng nghiên cứu ấy là chỉ giữ nguyên một đối tượng nghiên cứu. Mà cái cảm nhận sai này tất cả mọi người đều phải cảm nhận sai như nhau, chứ không thể gắn hàm một cái tay, hai cái tay là hai đối tượng nhé, là hai người đấy chứ, làm sao mà đúng rồi. Đấy, cho nên chúng ta phải lưu ý rằng là cái tình huống chúng ta đưa ra ấy là phải phù hợp, hợp lý. Muốn biết được cảm nhận sai hay đúng chỉ có một trên cùng một con người, làm gì chẳng có hai cánh tay nó trên gắn cho một con người rồi nhá. Vâng, cảm ơn thầy. Thầy thầy Nghiệp đang bận cái thầy Nghiệp, thầy chỉ nói giọng như vậy thôi, chứ thầy vẫn rất là đam mê với chuyên môn. Các thầy cô không nên quá quan trọng cái giọng điệu của thầy Nghiệp. Chắc là anh em cố cho sở biết rồi mà, thầy cô đều biết rồi, rất hiểu. Tôi thấy là cái chỗ đổi đơn vị đi thì có thể cho các em vào cái chỗ vận dụng để tìm tòi. Rồi, chính xác. Cái đấy thì em cũng chỉ là giới thiệu qua thôi mà các thầy. Không, nhưng mà nên mở rộng để đặt vấn đề để cho các em nó tìm hiểu thêm, càng thêm nhiều càng tốt, nhưng mà không bắt buộc. Cô Hà đưa vào cái đoạn vận dụng thì nhẹ. Cái là giới thiệu thêm. Vâng, vâng.